Hai em ở đâu? Tuần thì sẽ theo hai em về kể. May quá, chưa đáng không biết là đi đâu. Đây à, nhà đây à? Vâng, nhà đây. Nhà đây à? Đây nhà mẹ mẹ đây. Ngô. Chào chú ạ. Chú đi đâu ấy? Chú xuống quay phim đây. Quay phim xem cuộc sống của ở đây, bà con ở đây thế nào thôi. À đấy. Rồi. Đây. Đây chó hờ mông nhá. Bà con ở đây. Đây gà đen đây. Trời, chắc mình già rồi nên mới gọi cho chú. Ôi, mình sẽ đi xem một vòng nhá. Nhà có sợ chó không? Không sợ đâu phải không? Rồi cho chú vào quay video một tí nhá. Quay video về cuộc sống của... Bật flash lên đã. Ô. Đây này, không biết là mọi người có nhìn thấy không? Rồi, bởi tối quá, không nhìn thấy đâu. Đây, cô đang cho lợn ăn đây. Đây. Rồi, mình đã đi vào trong nhà nhé. Các bạn nhé. Đây là hai con mèo đây. Ấm nha. Bên bếp lửa. Rồi đây, mình sẽ đi quay cho các bạn xem cái gà. Đây, đây chuồng bò. Rồi mình tắt flash nha. Rồi, ok. Rồi đây. Đây, ôi dồi, nhà nuôi nhiều ngàn thế. Ôi đây, ôi chó đây. Sợ quá. May hơn xích rồi đấy, không lao vào mình ấy. Chó hơ mông ấy các bạn ạ. Đây chó hơ mông ở trên này đây. Các bạn thấy đây chó hơ mông ấy. Con này mà thuần được thì rất là ác nhỉ. Đây gà đen này, ngan này. Hình như là máy quay bị lệch rồi các bạn ạ. Chứ mình chưa biết chỉnh cái gì mà máy quay bị lệch mất. Đấy. Ôi, nó đang cắn anh. Ôi trời ơi. Gà. Đây đây bà con ấy thường thường qua để ý xem những video của mình ấy. Thì nhà mà có tất cả cái nhà nó đều có xây không phải xây mà là xếp cái hàng đá này. Hàng rào đá này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Ở cái hàng rào đá đấy, đấy đấy hàng rào đá bằng xếp bằng tay đấy. Nói chung là rất là chắc nha các bạn, không biết đẩy ở giữa khó mà đẩy được đấy. Đây chuồng bò, nhà có hai con bò và có con lợn này. Ôi, gà ngan rất là nhiều. Nói chung là... Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nhà đây, nhà mình bật flash nha. Đây chó dữ quá. Rồi, ok. Đây. Đang cho lợn ăn à cô? Vâng. Không biết nghe à? Biết. Mẹ không biết nói tiếng Kinh đâu phải không? Đây, ui đang nhặt rau cải nha. Đây là rau cải này. Tối là sẽ nấu rau cải này đúng không? Nấu rau cải đúng không? Nấu rau cải với ăn với mèn mén.
Thì em không biết là em gái thì đang nghỉ đây. Đây có hai anh em đúng không? Hai anh em. Cháu là bác. Con bác. À con bác con chú. Đúng. Rồi. Thế nhà cũng ở gần ngay gần nhau thôi đúng không? Đúng. Thôi, là quay đây ạ. Quay cho mọi người xem đây cảnh nói chung là hơi tối một tí nhá. Đây, nói chung đây các bạn. Cho các bạn xem nhá. Đây ngô của gia đình đây. Rất là nhiều. Đấy. À, các bạn biết vì sao là tại sao là ngô nhiều không? Vì ở đây ấy, bà con ở đây là chủ yếu là lương thực chủ yếu là ngô nhé, à, sẽ xay xong để làm mèn mén để ăn đấy, đây xếp rất thẳng đúng không? Đây cho mọi người xem, nói chung cũng như ở dưới mình thôi, như ở dưới xuôi mình là, rồi mình sẽ sang bên này nhá, bên này xem. Ở dưới mình là đấy như trồng lúa thì có nhà cũng nhiều lúa, đây là cái chỗ đây chỗ chỗ cắt cỏ bò ấy. Đây cỏ bò đây nhìn thấy con dao đấy, đây tay mình thử nhá. Rồi nói chung là mình đi trải nghiệm cho các bạn xem về cuộc sống của bà con ở đây. Nói chung mấy nhà ở đây, đây bể nước gia đình này. Đây các bạn nhá, đây nhá, mình như vừa nãy mình nói cái hàng rào đá này thì rất là chắc nhá, nói chung là phải có rất là nghệ thuật thì mình mới xếp được cái hàng rào đá này đấy, để phân chia cứ hai nhà là nhà này nhà kia cái hàng rào ấy. Chống trộm chống gà đi ra ngoài chẳng hạn rất là nhiều. Rồi mình sẽ tiếp tục đi vào trong nhà. Rồi bật flash lên. Mình không quay máy quay vì máy quay tối lắm không quay được. Vâng chú, chào chào chú. Vâng. Dưới làm về chứ là công ở giữa chợ tên kia à, làm ở kè đúng không? Thôi mình đi một vòng thế thôi, lấy sao không lấy ra ngoài này mà nhập thế này cho sáng rồi đấy, lấy ra ngoài mà nhập cho sáng. Đây ngô đây, cây ngô sau khi thu hoạch xong thì sẽ chặt về vác về để tận dụng đun lại. Nói chung làm này rất là nguy hiểm nhé, các bạn biết sao nguy hiểm không? Vì lỡ đâu có một mồi lửa vào thì cũng đã cháy hết đấy, nguy hiểm. Thôi đây mà thôi, chào hai anh em nhé, chào cô nhé, chú nhá, bạn đi đây. Vâng. Anh đi đây rồi, vừa tạm biệt gia đình nên mình sẽ tiếp tục đi sang bên này, mình không biết là có chó không đây. Đây cuộc sống bà con ở đây đây, à đây 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 đây, đây có cái ở đây là một nhà, đây là một gia đình đấy, nói chung thì nhà chung khá là khó khăn. Đây các bạn nếu mà có một hộ thì người ta sẽ xếp kè đá, các bạn nhìn thấy chưa? Đây đây đây, mình bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem về cái
Đây là cái sợi sợi lanh nhá các bạn nhé. Đấy cái cây vừa lá vừa nãy ở video trước mình đã cho lên ấy, sợi lanh ấy. Người ta sẽ xe lanh lại và để dệt vải. Đây, người ta chắc là nhuộm trắng hay là tẩy thì mình không rõ cái công đoạn làm. Đây là sợi lanh người ta để dệt vải ấy. Hôm nào mình sẽ có video để làm cái video để cho các bạn xem về cây lanh là nó như thế nào. Và người ta lấy này như thế nào, công đoạn này nào. Và khi nó dệt sẽ là làm sao, cách dệt như nào, là mình sẽ có video về hiện bài này. Bà đây có bà khác ở đây à, bà khác ở nhà này. Đây nhà của bà đây, nói chung bà già rồi, biết là có con cháu gì đâu. Đây mình sẽ quay toàn cảnh ở nhà của bà đây. Ôi, bà đóng cửa. Nói chung là những người già đây thì không biết nghe tiếng mất. Biết nghe tiếng phổ thông thôi, tiếng kinh ấy. Đây con gà. Đây mấy hộ sát sát nhau luôn. Nói chung là một nhà ấy thì sẽ có hàng rào đá này. Có một chuồng bò này. À, bếp thì ở trong nhà nhá. Đấy, mình chưa thấy chuồng gà đâu. Chuồng gà chắc ở cùng chuồng bò. Đấy là mình vừa tìm hiểu được như thế. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Các bạn thấy hay thì like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.